Chào mừng các bạn đã đến với vòng tiếp theo của chương trình Bài hát hay nhất 2022 Big Song Big Deal. Ở vòng 2 này thì các bạn thí sinh sẽ tung những đoạn teaser hấp dẫn của bài hát của mình đến với tất cả những quý vị khán giả. Và ở vòng này thì ban giám khảo sẽ là những người đưa ra quyết định xem bạn thí sinh nào sẽ bước tiếp vào vòng trong. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với đoạn teaser từ thí sinh Hà An Huy. Trên cây ngôi nhà em xây để cho mãi sau này, đêm gọi game yêu thương nỗi đau phút giây chỉ em biết tận cùng. Ghé đến ga tàu đi qua ngàn dòng suối trong lành, cùng hàng vạn tia nắng ấp ôm em vào lòng. Huy ơi, đẹp trai con nhà nhạc mà còn hát hay nữa, sao mà chịu nổi đúng không quý vị? Một tràng pháo tay cho đoạn teaser rất là hay này. Với vòng thi này thì ban giám khảo sẽ là người quyết định. Vì vậy Thanh Huyền rất muốn nghe những lời nhận xét của anh Huy Tuấn ạ. Cái phần âm nhạc vừa rồi nó mang một cái gì đó nó rất là atmosphere, tức là có tính không gian rất lớn ở trong đó. Và giọng hát của Huy thì rất là truyền cảm, anh thấy rất là điêu luyện đấy. Mọi người chắc chắn là sẽ rất muốn nghe tiếp cái phần sau của bài hát là gì đấy. Mình muốn nghe full bài này ạ. Nghe liền có được không ạ? Dạ, hoàn toàn được. Nhưng mà khi một bài hát được nghe full, Thanh Huyền nghĩ lúc đó anh phải tranh giành cơ hội đầu tư với rất nhiều người ở đây. Sao anh Khánh? Ok đó, giơ tay ok em phiên dịch cho. Ok là dạ, ý là đầu tư đi ạ. 50 triệu, 100, 200, 300, trở gì? Để em đợi mấy bạn sau ạ. Dạ, hay là anh Data lên tiếng ạ. Em thấy anh giơ tay như thế này là trong nhóm mình cũng đã có những cái sự bàn luận rồi đúng không ạ? Dạ, bí mật ạ. Dạ, bí mật. Em thấy có khách hàng tiềm năng ngồi đây nè. Chị Huyền hỏi với Chi nè. Là Chi, giống như là Thịnh Ken là phát ngôn viên của Phương Mỹ Chi hay sao á? Thì có, tại vì đang, có nghĩa là tụi em cũng đang kiếm những bài hát phù hợp với Phương Mỹ Chi. Cho nên là nãy giờ anh Thịnh cứ dòm ngó giùm. Khi mà em nghe một vài giai điệu, em lại cảm thấy cái màu này nó rất là phù hợp với chị Bùi Lan Hương. Chưa phù hợp với cá tính âm nhạc của em lắm. Quý vị ban giám khảo và các nhà đầu tư ở đây ngày hôm nay có vẻ là hơi khó tính một chút xíu và khá là cẩn trọng trong những quyết định của mình. Vì vậy thì bạn cũng đừng buồn nếu như bài hát của mình chưa chốt được điều nào từ đầu chương trình đến giờ. Mời bạn chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Xin cảm ơn ạ. Cùng chào đón phần dự thi tiếp theo của Nguyễn Mạnh Cường, 14 Casper. Đến với chương trình bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal năm 2022 năm nay, 14 Casper sẽ đem đến chương trình một bài hát có tên Đi Khỏi Thế Gian. Xin phép tất cả mọi người cho mình được gửi gắm sáng tác lại cho một nữ ca sĩ thay mình thể hiện phần teaser. Xin mọi người cùng chào đón nữ ca sĩ Gigi Hương Giang. Rất là thích cái kiểu R&B kiểu này. Khi mà cắt lên những cái giai điệu kiểu này là nó luôn luôn rất là dễ chạm vào trái tim của khán giả. Anh nghĩ là chắc chắn là bài này là một bài hay rồi. Điểm cao từ anh. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhiều hơn khi bạn Nguyễn Mạnh Cường, 14 Casper thể hiện đoạn hay nhất trong bài hát của mình. Và Thanh Huyền xin mời quý vị sẽ cùng đến với đoạn teaser từ cô nàng cá tính năng lượng Gigi. Vừa lòng người con ai hãy sống.
Chúc mừng Yiyi với một đoạn teaser cực kỳ hay, rất thú vị. Cái màu này là phải hỏi đi tháp liền nè. Cái này cũng sẽ là một cái màu sắc nó hơi khác tụi em một xíu á, chứ nó không hẳn là giống hoàn toàn với đi tháp đâu, đúng không Yiyi? Dạ, thực ra thì em rất là thích nhóm đi tháp từ rất là lâu rồi. Và em cũng rất là mong muốn được nhận một deal từ đi tháp ạ. Rồi người ta mở lời như vậy rồi còn gì nữa. Me bé Chi có tiềm năng không? Bé Chi không biết là có ý định lấy hay không. Dạ, nếu mà anh thích thì em nhường anh ạ. Ok. Dạ. Trước mắt là 20 triệu. 20 triệu. Cộng với đó là toàn bộ sự sản xuất của D-Tap cho ca khúc này. Di nghĩ sao về điều này? 20 triệu không phải là một con số lớn đối với bạn đúng không? Nhưng mà D-Tap sẽ cùng với bạn sản xuất ca khúc này. 20 triệu cộng D-Tap. Vậy là quá hời rồi, vừa có 20 triệu tiền đầu tư và cộng thêm là nhóm nhạc yêu thích của mình sản xuất cho Yiyi nữa thì chắc là Chi không được chốt đơn đâu hả? Giọng Chi khúc này buồn quá Chi ơi. Chi hơi buồn, tại nãy lỡ lời á, lỡ lời là nhường cho đàn anh. Chưa, bạn vẫn chưa chốt gì hết. Anh là 20 hả? Ừ. Thì cái bài này hát Tết cũng được á ha. Em ơi, em fit với bạn cũng được luôn. Nhưng mà bạn có đồng ý không ạ? Rất là sẵn lòng để fit với Phương Minh Chi ạ. Wow. Dạ, vậy thì em nghĩ là cái bài này em cũng khá là thích ạ. Cho nên là em có thể là đầu tư 40 triệu ạ. 40 triệu? Wow. Gấp đôi anh rồi đó anh Thịnh. 40 triệu là cho bạn xong rồi, tụi anh làm là phải thêm cho tụi anh đúng không? Em quên tính cái khúc này nè. Nhưng mà mình cứ để 40 triệu ở đó đi. Chi nghĩ là có thể là Chi và D-Tap cũng đầu tư cũng được mà đúng không ạ? D-Tap đầu tư cái phần produce. Hiện giờ là bé Chi đang 40. Dạ, đang là 40 và cộng tụi với... Tụi em là 20 cộng với D-Tap. Nhưng mà chốt D-Tap là vẫn có Phương Mỹ Chi được đó. Mà chốt Phương Mỹ Chi cũng có D-Tap luôn. Thế rồi em là cung Thiên Bình á mọi người. Và Thiên Bình có một cái đặc tính là rất là phân vân. Và với cái sự lựa chọn hời như thế này thì em lại càng phân vân nữa rồi. Thế thì em chọn D-Tap và Phương Mỹ Chi. Một quyết định lớn trong cuộc đời. Gì, xin mời bạn. Em rất là cảm ơn hai deal tới từ Phương Mỹ Chi và D-Tap. Nhưng mà chắc là em sẽ lựa chọn theo con tim. Em muốn thể hiện ca khúc này nhiều hơn nữa. Deal vẫn chưa được chốt ở đây ạ. Em tưởng là lựa chọn theo con tim là chọn D-Tap. À là chưa chọn hả? Chưa chọn ai hết. Chưa, ok. 20 triệu cộng hay 40 triệu cộng vẫn chưa? Vâng. Rồi ôi, đừng có tưởng bở vội. Dạ, thưa quý vị, đó chính là những sự thú vị trên chương trình Bài Hát Hay Nhất 2022 Big Song Big Deal. Chưa hẳn là các nhà sĩ đi thuyết phục các nhà đầu tư, mà đôi khi các nhà đầu tư chính là những người phải thuyết phục ngược lại các nhạc sĩ trẻ ở trong chương trình. Một tràng pháo tay cho Yiyi và chúng ta sẽ cùng nghe nhiều hơn ca khúc này ở vòng thi tiếp theo. Chúc mừng bạn. Em cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chúng ta đang có một đoạn teaser rất hay, rất hấp dẫn đến từ Đào Dương Công Toại. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Là khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống bao nhiêu người hò hát nhạc em viết hàng đêm đến lúc này mà nhiều người đâu có quên. Với những giai điệu gợi mở trong teaser vừa rồi thì Thanh Huy không biết là quý nhà đầu tư ở đây mọi người cảm nhận như thế nào? Nếu mà so sánh với ba bạn trước cho mình nghe một đoạn điệp khúc, ở cái chỗ đó là em đã bị kém hơn rồi. Cái đoạn verse của em nó phải kinh khủng để mà thuyết phục. Nhưng mà nó chỉ cái giọng ca của em với lại một guitar luôn. Anh hơi lo lắng. Thì em quan điểm hơi khác anh Dương Khánh Linh một tí. Em nghĩ là vốn từ đầu bạn Công Toại đã là người mạnh về lyrics, mạnh về lời ca. Cho nên em nghĩ là cái cách mà bạn chọn cái đoạn teaser này giống như là mở đầu của một câu chuyện á. Mà bạn ấy muốn dắt mình vào cái không gian đó, dắt vào cái thế giới đó.
Anh có cảm giác là cái đoạn sau bạn có khi là bắn rap, thì một rapper mà chưa có đoạn rap thì có nghĩa là cái phần chính nhất vẫn chưa xuất hiện. Cho phép em nói luôn một chút xíu về cái bài này. Đây không phải là một món fast food, nó cũng không phải là cái thứ gì đó quá cao sang, nhưng mà em nghĩ cái gọi là thưởng thức nó một cách phù hợp nhất là chúng ta sẽ bóc tách từng lớp ra. Đúng ẩn số chưa? Đúng là teaser đúng không quý vị? Và teaser để lại rất là nhiều sự tò mò với quý vị khán giả. Xin được chúc mừng bạn. Kết quả vòng thi này sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ban giám khảo. Xin mời ban giám khảo đưa ra quyết định của mình. Và thí sinh sẽ dừng lại ở vòng thi này, đó chính là Công Toại. Và đây là cơ hội để Công Toại thể hiện bản hoàn chỉnh của bài hát mà mình đã sáng tác. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe. Mình dựng ra một cái bài quá khó, quá kén người nghe, âm nhạc phức tạp quá, không ai nghe thì sao ấy. Như vậy thì nó là đang đi ngược lại với cái quan điểm làm nhạc ngay từ đầu. Mình làm nhạc để phục hồi con người, không ai nghe phục hồi ai. Cho nên là trong đầu hiện tại có nhiều cái mâu thuẫn lắm. Có nên sửa hay không? Không sửa rồi sao? Có tự tin hát với một cái bài như vậy hay không? Nhưng mà có rất là nhiều cái câu hỏi mình cần phải giải đáp ngay bây giờ. Nhưng mà chắc là sẽ tốn hơi khá thời gian. Vậy em nghĩ như thế nào khi mà người ta không đón nhận bài của em và em làm bài hát chỉ có một mình em nghe thôi? Sẽ không có một mình nghe. 5 người, 10 người, hay 15, 20 người. Nó dễ nghe thì nó có vị đại trà không ta? Dễ nghe khác với đại trà nha. Anh cảm thấy nó khó bắt tay cho người nghe và cái người hát cũng vậy. Phải đòi hỏi một cái người hát thật là hay và thật là chuyên môn thì mới đảm đương được cái ca khúc của em, cộng thêm cái melody nó trúc trắc như vậy. Thì anh nghĩ là đối với những người mà người ta không có chuyên môn thì người ta sẽ không có đủ kiên nhẫn để nghe hết bài hát của em. Vẽ lên tờ giấy ước mơ của em sau này. Mỗi khi nhìn lại có đôi lúc em cau mày. Sao vậy em? Sao lại đem vứt vào trong xó, nói rằng em không có trong mong gì. Thoáng đây đã mấy năm giấc mơ không về. Một tiếng ca sống trong mảnh áo sơ mi chỉnh tề. Ôi giời ơi, nói rằng thôi có gì đâu mà buồn em ơi. Em cũng đâu vươn lên được đâu. Mẹ cha ngóng trông kêu em đi lấy chồng. Và tôi muốn hỏi kẻ lông bông một câu, là em sẽ để giấc mơ chết trước khi mặt trời lên, hay em sẽ tin em kiên trì mà đợi chờ thêm. Dù cho mỗi bước đi niềm vui bị tước đi, trái tim em có thêm những vết bầm. Thời gian sống lên, khát khao nào bị lãng quên trước khi được đặt tên. Nhớ lúc môi em cười, là khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống bao nhiêu người. Họ hát nhạc em viết hàng đêm, đến lúc này mà nhiều người đâu có quên. Tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền xăng cứ tăng quá trời. Và liệu em có cho tôi câu trả lời, là em sẽ để giấc mơ chết trước khi mặt trời lên, hay em sẽ tin em kiên trì mà đợi chờ thêm. Dù cho mỗi bước đi niềm vui bị tước đi, trái tim em có thêm những vết bầm. Thời gian sống lên, khát khao nào bị lãng quên trước khi được đặt tên.
trong gương em nhớ đôi mắt ngây thơ thuở thiếu thời. Em nuối tiếc không? Có nuối tiếc không? Vậy em sẽ để giấc mơ chết trước khi mặt trời lên, hay em sẽ tin em kiên trì và đợi chờ thêm? Dù cho mọi bước đi niềm vui bị tước đi, trái tim em có thêm những vết bầm. Thời gian sấm lên thấy rõ xa, nhưng nước mắt không giọt nào rơi. Ai ném giấc mơ bay tận xa xa tiếp mù khơi, mộng mơ đào hoa già tàn như một đóa hoa khóc than em cất lên dưới. Trước khi được đặt tên, khát khao nào em cất đi, ừ thì đâu mơ gì. Đôi khi mình hé lộ nhiều quá thì sợ là quý vị khán giả sẽ chán. Nhưng mình tách lớp, mình bóc tách từ từ thì có thể là mọi người lại không hiểu được dụng ý của mình, những gì mình muốn truyền tải, đúng không ạ? Bạn Công Toại có một bạch với Thanh Thanh Huyền trước khi đến với vòng thi này là mong muốn nghe những chia sẻ đến từ Phương Mỹ Chi. Khi em nghe ca khúc này thì sau khi nghe em không động lại được. Và em cảm thấy cái nội dung của anh đó rất là khó để ghép vô một cái melody hay. Câu bài hát nào cũng dài hết và rất rất khó để có thể mà nhớ được và hát theo. Thanh Huyền tin là sau đêm thi ngày hôm nay thì bạn cũng có thêm cho mình những kinh nghiệm để chắc lọc hơn về mặt ngôn từ và có thể là đơn giản hóa một chút bài hát của mình để chạm đến số đông khán giả nhiều hơn. Một lần nữa xin được chúc mừng Công Toại. Mọi người đã được nghe Bảo Phương ca khúc này và bạn đã thể hiện và chay hết mình trên sân khấu rồi. Chúc mừng Công Toại một lần nữa. Cảm ơn mọi người. BB Bank Bram, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.